Nhà vườn Trang Yến xin mến chào với cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023. Em lên một cái video ngắn ngắn mới nha. Mời cô chú anh chị mình xem, ai có nhu cầu mình mua cây giống độc lạ thì mình có thể liên hệ với em qua số 0967439699 nhá. Em vào việc luôn này mọi người ơi. Đây nhá, em xin giới thiệu trước đầu video, nó là cây na vàng Nam Phi nhá. Na vàng Nam Phi này thì là em nuôi nó rất là ổn định rồi. Cây nó đã ra đợt lộc mới như này. Đó, nó đã ra đợt mộc lộc mới như này, gốc siêu to nhá, các cái cành, các cái cây con ở dưới này này, nó cũng là cây ghép của nó cũng là na vàng luôn nhá mọi người. Nó cũng là na vàng luôn nhưng mà nó là cái cây thực sinh thì nhà em ghép đây. Cái hàng này về thì mọi người trồng nó sẽ có quả liền luôn nhá, các cái cuống hoa của nó đây ạ. Đó, các cái cuống hoa của nó như này nhá. Cái na vàng Nam Phi này thì đợt này em cũng cắt được khá là nhiều. Cắt được khá là nhiều nhiều ấy mọi người, thì em vẫn để cho mọi người cái giá là 200k nhá. Đợi ít nữa nó vào cái tầm vụ của nó là cây nó đẹp hơn một chút ý, thì là lại về giá cũ là 260k nhá. Lại về giá cũ là 260k. Đó là vàng Nam Phi thì em xin giới thiệu lại với mọi người, đó là cái quả của nó ấy, là nó chín nó sẽ có màu vàng. Quả nhỏ nhất sẽ rơi vào 1kg, quả to nhất của nó sẽ rơi vào 3kg một quả nha mọi người. Quả ăn rất là giòn và ngọt, nó không có vị chua một chút nào đâu. Đặc biệt là khi mà quả nó vừa ăn lúc chín tới ạ. Vừa lúc chín tới nhá, là cái quả của nó giòn, rất là giòn. Cái tức là cái thịt cơm của nó, cái cơm của nó không bị nát, không bị nhão đâu, mà nó giòn giòn như là kiểu thạch giòn ấy mọi người, rất là ngon nhá, ngon ngọt mát luôn ạ. Chứ không bị ngọt gắt, mà cũng không bị ngọt gắt và cũng không hề có một tị chua nào đâu nhá mọi người. Đó là cây la vàng Nam Phi nhá các chú anh chị mình ơi. Hiện giờ thì nhà em vẫn đang là độc quyền cái giống này, vẫn chưa có nhiều trên trên thị trường đâu. Trên thị trường thì em cũng không rõ là có nhiều hay chưa, nhưng mà hiện giờ là chưa có, hiện giờ là chưa có đâu mọi người. Đó, cây như này nhá, nên em vẫn đang bán là 200k một cây. Còn đây là dâu tằm Đài Loan này, dâu tằm Đài Loan em về được một lô mới. Đó, cái lô cũ kia hết rồi nhá mọi người. Quả siêu to. Đó, là 80k một cây, hai cây là 150k nhá mọi người nhá. Còn đây là cây cây hồng xiêm, à hồng sô cô la, cây choai, à hồng sô cô la, cây choai như này là em đang để là 300k một cây nhá mọi người. 300k một cây. Còn sung Mỹ đây, sung Mỹ về được đợt mới này mọi người. Đó, sung Mỹ về được đợt mới rất là đẹp như này. Đó, 180k một cây nhá. Em có guai ghe loa này. À, em xin lỗi, đúng rồi, guai ghe loa này, brom 2k này, Brunswick và em xem nào. Và em tự dưng em quên mất cái tên rồi. Tự dưng quên mất cái tên, Wuhan, đúng rồi. Cả Wuhan nữa nha mọi người, đồng giá là 180k một cây cho em nhá. Đợt này là quay là cực kỳ rẻ luôn cô chú anh chị mình ơi. Như cô chú anh chị mình cứ yên tâm nhá. Còn đây là đông là ban giao này mọi người. Đó, một cây ban giao như này, cành nhánh sum suê như này nhá mọi người. Em chỉ còn ít thôi. Cái này là em chia cho xỉ hết rồi. Chỉ còn mấy chục cây thôi nhá mọi người. Chỉ còn mấy chục cây thôi. Cô chú anh chị mình ai có nhu cầu mình mua thì mình có thể liên hệ với em để mua nhá. Cái hàng này là trồng ổn định rồi. Cái bầu rễ của nó cực kỳ nhiều rễ thế nhá cô chú anh chị mình nhá. Gốc to cực kỳ luôn. Đó, cái này là em để một củ 7 nhá mọi người. À 1,7 triệu một cây. Nó 1,7 triệu một cây. Ai có nhu cầu mình mua thì mình có thể liên hệ với em nhá. Ban giao nhá, táo tàu ban giao. Ban giao ạ. Còn đây, đây là sugarcane này, sugarcane đây nhá, vào mùa rồi, cây lên lộc lên lá rất là đẹp như này rồi, là 300k một cây nhá mọi người. Bình thường là vẫn là 350 đó. Vẫn là bình thường là vẫn là 350 nhưng mà em vẫn bán cho mọi người về cái giá rất là ok, là 300k. Đó, nếu mà mọi người lấy đơn từ trên 1 triệu thì em sẽ bao ship cho mình nhá. Lên trên 1 triệu em sẽ bao ship cho mình. Còn đây, đây là cái hàng này là hàng 450 nhá mọi người. Hàng 450k. Đó, 450k này thì là em còn một ít đông dao này, một ít đông dao với cả một ít ban dao, một ít ban dao. Đó, một ít ban dao nhá, gốc to. Đó, cô chú anh chị mình ai có nhu cầu mình mua thì mình có liên hệ với em. Còn đây là cây biwa hay vẫn còn gọi là cây nhót ngọt. Nhót Nhật nhá. Hay vẫn còn gọi là cây nhót Nhật. Đó, cái loại này là quả siêu ngọt luôn ạ. Quả siêu ngọt luôn, ngọn đua ra như thế này. Tầm này đang tầm hết quả rồi, tầm hết quả rồi nhưng mà cây thì vẫn rất là đẹp, vẫn đang đua ngọn như thế này. Và cái giá em để cho mọi người là 750k một cây nhá mọi người. 750k một cây. Cô bác anh chị mình ai có nhu cầu mình mua thì mình liên hệ với em nhé. Còn đây là táo nho thân gỗ này mọi người. Nho thân gỗ nhá, em về được một cái lô này. Em để cho mọi người là 200k một cây. Đó, cây hàng về, cây hàng nó về thì nó bị rụng lá như vậy này.
nó rụng lá như này nhá, nhưng mà nó cũng đang bắt đầu lên ngọn lại rồi, mới về được 4-5 ngày nay thôi mà đã lên ngọn như này rồi, và cây đều có hoa như này trên cây đó. Thì em đang để cho mọi người cái giá là 200k một cây nhé mọi người, 200k một cây, đơn trên 1 triệu thì em vẫn bao ship ạ, đơn trên 1 triệu bao ship. Còn đâu nếu như mà mình lấy lẻ thì mình cộng cho em 30k vào nhá, nếu mà mình lấy lẻ thì mình cộng cho em 30k vào, cây rất là đẹp. Còn đâu cái lô này là em đang sell hết là 600k một cây nhá, 600k một cây đó, 600k một cây nhé mọi người. Còn đây kim quất này, kim quất thì số lượng thì cũng không có nhiều, em chia cho xỉ rồi, em chia cho xỉ tương đối rồi, chắc cũng chỉ còn độ ít ít để em bán lẻ thôi, cũng không nhận xỉ nữa nhé mọi người. Đó, cây đang quả như này em để cho mọi người là 450 một cây nhé, 450k một cây. Kim quất đẹp lắm mọi người. Cái hàng này thực chất nó sẽ không có nhiều đâu mọi người ơi, không có nhiều. Mà thực ra nếu mà không quan hệ tốt với vườn ấy thì lại còn cả không mua được luôn ý mọi người. Cả còn cả không mua được luôn. Đó, cây nó đều đang quả như này, 450k một cây nhá mọi người nhá. 450k một cây kim quất này. Em nói thật á, ví dụ như mà cái kiểu như là người ta mới hoặc là người ta không có làm quen ấy, cái thông quan hệ với vườn nó không mua được luôn hạt kim quất này. Hạt kim quất ngọt Đài Loan này là còn không mua được luôn ấy mọi người nhá, 450k một cây nhá. Còn đây này em còn hai cây, em có hai cây Honeysia nhá mọi người, Honeysia đang quả như này. Đó, cái hàng này thì là hàng em nuôi thuần rồi nhá. Hàng này nuôi thuần từ năm ngoái chứ còn tầm này mà không về được cả cây to luôn mọi người ơi. Không về được cả cây to luôn, không về được luôn ấy mọi người. Đó, cây Honeysia này em về em còn hai cây. Còn hai cây này em để ở 4 triệu nhá, 4 triệu một cây. 4 triệu một cây đang quả như này, ai lấy thì mình inbox nhắn tin cho em. Còn đây là một cây cây này là cây Tiger Tooth này. Đó, nó đang đậu được một cái quả nho nhỏ xinh xinh như này. Tiger Tooth này thì em để em để 3 triệu rưỡi nhá mọi người, 3 triệu rưỡi. Còn đây là một cây GA866 này. Đó, GA866 nó cũng đang đậu quả được như này đây. Đó, nó đang đậu được vài quả trên cây như này và tiếp tục vẫn đang hoa. Cây như này thì em cũng để 3 triệu rưỡi nhá, 3 triệu rưỡi nhá mọi người. Đó, chỉ có mấy cái cây nhỏ nhỏ như thế thôi đang quả nhá. Mấy cây to to đang quả như thế thôi, ai có nhu cầu mình lấy thì mình nhắn cho em. Còn đây nhá, còn đây là cây Lê Hàn Quốc này. Lê Hàn Quốc nhá, cái lê Hàn Quốc này là trước là có quả rồi đó, nó là hàng gốc to đã có quả như này này. Là cái đợt đấy là em bán 1 triệu 2 một cây đấy mọi người, 1 triệu 2 một cây đang có quả như này đấy. Nhưng mà hiện giờ là em còn có mấy cây thôi, em để cho mình là 450k một cây, lúc mà nó có quả thì là bán 1 triệu 2. Còn bây giờ là sót mấy cây ở vườn thôi mọi người ơi, sót mấy cây ở vườn em sell lốt 450k một cây. Ai lấy thì mình nhắn em nhá, ai lấy thì mình nhắn em. Còn đây có mấy cây hồng sô-cô-la đẹp này, còn chưa thả tán ra nhá. Mấy cây này còn chưa thả tán ra, mới chuyển từ trên vườn xuống, mới chuyển từ trên vườn Bắc Giang xuống mọi người ơi. Đây để em thả tán ra nhé. Vườn của em nó hơi chật, vườn của em nó hơi chật cho nên là em chỉ gọi là mang được mấy cây về một thôi mọi người. Mấy cây về một thôi đó, 1 triệu rưỡi một cây nhé mọi người. Em để 1 triệu rưỡi một cây. Ai có nhu cầu mình mua thì mình có thể liên hệ với em, cây thẳng tắp. Cây đợt này dáng tán đẹp lắm mọi người nhé. Cây đợt này dáng tán đẹp cực kỳ luôn ạ. Còn đây là còn một cây nho này nhá. Còn một cây nho là em để lốt là 7 triệu nha mọi người. Cây to lắm. Cây to khủng khiếp là 7 triệu luôn ạ. 7 triệu nhá. Một cây nho là từ quý Đài Loan nhá. Từ quý Đài Loan. Hàng này nó về thì cái đợt rồi là nó cũng về tương đối đấy mọi người. Nhưng mà nó cũng hết rồi. Hết rồi nhá. Còn một cây này đẹp quá. Em còn sót một cây này đẹp nhá mọi người. Ai lấy thì nhắn em. Đó, còn mấy cây này này. Em còn mấy cây này nhá. Một mấy cái này là cây 12 vụ, vanh 20 trên 20 em để lốt cho mọi người là 3 triệu 2 một cây nhá. Hàng này là hàng 4 triệu đấy mọi người. Hàng này là hàng 4 triệu đó. Em để lốt cho mọi người 3 triệu 2 một cây. Đây quả đây này, sale sai lắm, đang tầm quả sai lắm luôn nhá. Còn đây táo hồ lô này, táo hồ lô đang quả 750k nhá. Đó. Và táo hồ lô đây. Táo tàu hồ lô chắc còn 1 2 3 4 cây. 4 cây, 5 cây nhá. Còn 5 cây nhưng mà chỉ còn 2 cây có quả thôi ạ. Chỉ còn 2 cây có quả thôi. Ai lấy đấy, còn 2 cây đúng mà. Còn đúng 2 cây có quả thôi, còn đâu là 2 cây không có quả mọi người. 3 cây không có quả. 3 cây không có quả, 2 cây có quả nhá. Cây này quả nó to hơn này thì nó đậu quả như này rồi. Đó. Mọi người ơi, ai có nhu cầu mình mua thì mình thế có thể mình liên hệ với em nhá. Nếu có thể mình liên hệ với em. Còn đây là cây thanh mai này. Thanh mai 180k nhé.
Thanh Mai 180k. Còn đây là cây bưởi đỏ Thái Lan. Bưởi đỏ Thái Lan ấy là đợt rồi là em cũng rầm rộ đó, rầm rộ hàng về đó. 250k một cây nhá, 250k một cây. Ai lấy thì mình comment mình lấy thôi. Đây là cây gì nhỉ? Cây Lekima Đài Loan. Lekima Đài Loan là 280 nhá. 280 một cây, cây bắt đầu chia ngọn đây. Cây bắt đầu chia ngọn rồi đấy ạ. Đẹp lắm. Đây. Trời ơi, việt quất này mọi người ơi. Việt quất của em nuôi này, cứ nuôi cứ dãi dầu thôi. Đó. Việt quất này thì nó không ngọt mấy đâu mọi người. Chua đấy. Chua nhưng vẫn trong mức độ vừa phải và chịu được, là vẫn ăn được bình thường chứ không cần phải chấm muối mọi người. Không cần phải chấm muối đâu, nhưng mà thực chất là chua. Em thì em thấy chua ấy. Đó, cái này em xeo lốt 800k nhé, quả to lắm mọi người. Việt quất em nuôi vườn thôi nhưng mà lúc nào trên cây nó cũng có quả. Đó, 800k một cây nhé. 800k một cây, bác nào lấy thì mình comment lên cho em. Đó, em rồi em xin ra. À đây, còn đây nhá, trà hoa vàng. Trà hoa vàng là 250 mọi người. Trà hoa vàng 250 còn mấy cây. Đó nhá mọi người. Ai có nhu cầu mình lấy thì mình có thể liên hệ với em. Rồi em xin phép kết thúc video. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ nhé. Bye bye.